Thưa quý vị và các bạn, sau khi hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức thành công chuyến bay thử nghiệm từ Hà Nội lên Điện Biên và dự kiến sẽ khai thác đường bay thương mại tới Điện Biên từ tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức bay chưa thể thực hiện. Từ chuyến bay thử nghiệm, người dân Điện Biên đang mong đợi khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hãng hàng không Bamboo Airways đi vào khai thác, không chỉ kết nối Điện Biên với nhiều tỉnh thành khác, mà sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, thăm thân, du lịch. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, chuyến bay thử nghiệm mang số hiệu QH018, khai thác bằng máy bay phản lực Embraer 190 của Bamboo Airways, đã hạ cánh thành công tại sân bay Điện Biên, hoàn tất chặng bay thẳng Hà Nội-Điện Biên đầu tiên, với thời gian bay hơn 30 phút. Sự kiện quan trọng này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử sân bay Điện Biên đón thành công một dòng máy bay thuộc nhóm phản lực trọng tải lớn, có tốc độ tiếp cận cao, ứng dụng phương thức bay hiện đại cả trong điều kiện thời tiết xấu. Đây là bước ngoặt lớn đặt tiền đề để Bamboo Airways chính thức đưa vào khai thác thương mại đường bay thẳng kết nối Hà Nội-Điện Biên. Chúng tôi hy vọng là khi dịch ở Hà Nội lắng xuống thì chúng tôi có thể khai trương chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Điện Biên, Hà Nội và Điện Biên. Thì sau đấy khoảng gần 2 tháng thì khi mà dịch ở thành phố Hồ Chí Minh lắng xuống và các điều kiện kỹ thuật cho phép, chúng tôi sẵn sàng mở chuyến bay thẳng từ Điện Biên tới thành phố Hồ Chí Minh. Việc Bamboo Airways chuẩn bị khai thác đường bay tới Điện Biên trong tháng 9 năm 2021 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông kết nối Điện Biên với thủ đô Hà Nội, đồng thời sẽ tạo tiền đề để thực hiện các đường bay thẳng kết nối Điện Biên với các tỉnh thành khác trong cả nước, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Đây cũng còn là niềm mong đợi bao năm của người dân Điện Biên. Chúng tôi đi các cái hãng hàng không airline ấy, từ trước chúng tôi thứ nhất là cái thời gian bay nó cũng rất là khó khăn, nhiều khi chúng tôi còn phải mua vé khứ hồi. Nhưng bây giờ là có thêm các cái hãng hàng không vào Điện Biên, người dân chúng tôi Điện Biên rất là phấn khởi. Tôi mong sao mà các hãng hàng không giảm giá để mà phù hợp với cái người dân Điện Biên này. Thì chúng tôi sẽ tham gia, chúng tôi sẽ đi máy bay nó thuận tiện và đi du lịch rồi thì đi công tác thì nó cái giá vé nó phù hợp với cái túi tiền của chúng tôi. Việc đưa vào khai thác đường bay Hà Nội Điện Biên và đi các địa phương khác trong thời gian tới sẽ đa dạng hóa lựa chọn dịch chuyển, gia tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ định hướng chuẩn 5 sao của hành khách tới Điện Biên, cũng như giúp cho người dân Điện Biên đến các vùng miền khác dễ dàng hơn. Đặc biệt là sẽ phá vỡ sự độc quyền của một hãng máy bay khai thác tại Điện Biên từ trước đến nay, từ đó có sự cạnh tranh về chất lượng phục vụ, giá vé. Khi được tin có hãng hàng không mới khai thác ở Điện Biên, chúng tôi rất mừng. Cái mừng thứ nhất là chúng tôi mong cái giá cả của hãng mới này sẽ hợp lý và vừa với túi tiền của người dân và cũng hợp lý với lại mặt bằng chung của toàn quốc. Vì vừa rồi nó có một hãng thì từ xưa nay chúng tôi thường xuyên hay về Hà Nội đi công việc thì thấy nó quá đắt. Thì chúng tôi rất là băn khoăn và mong muốn hãng mới vào khai thác ở Điện Biên này cho chúng tôi. Thứ nhất là về thuận tiện đi lại. Thứ hai chúng tôi mong muốn là giá cả hợp lý để cho chúng tôi có những cái mà sẽ thường xuyên đi sẽ nhiều hơn. Mạng đường bay thẳng của hãng hàng không Bamboo Airways được khai thác tại Điện Biên sẽ tạo cú hích thúc đẩy kinh tế, du lịch không chỉ của tỉnh Điện Biên nói riêng mà cả vùng Tây Bắc nói chung. Người dân Điện Biên đang háo hức chờ chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng khi dịch bệnh được kiểm soát.